tới sớm mai, khi trời đất tỏa sáng, sẽ đem đến cho bạn những cảm giác yên bình, lắng đọng và nguồn cảm hứng thời gian. Khu đô thị Ân Phú, nơi bạn và tôi cùng sống chung đô thị. Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước khẳng định vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên cũng như khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy nhanh phát triển các khu đô thị, sớm đưa Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trung tâm của vùng Tây Nguyên. Khu đô thị Ân Phú nằm trên đường Hào Huy Tập, phường Tân An là một trong những khu đô thị được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cấp phép đầu tư vào cuối năm 2019 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Ân Phú thực hiện, đang trong giai đoạn hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Khu đô thị Ân Phú hoàn thành sẽ là khu đô thị đầu tiên hình thành tại cửa ngõ Đông Bắc, nối liền với thành phố Buôn Ma Thuột và mang những dấu ấn đặc trưng riêng của vùng Tây Nguyên. Khu đô thị Ân Phú chỉ cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 5 km về phía Bắc. Sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, nằm trên trục đường Hà Huy Tập nối thành phố Buôn Ma Thuột với trung tâm huyện Cư Mờ Ga và thị xã Buôn Hồ. Tuyến đường huyết mạch này cùng với không gian vệ tinh trong bán kính chưa đầy 3 km quanh khu đô thị, với nhiều tiện ích công cộng như bến xe, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, ngân hàng, tạo thành chuỗi tập trung đa dạng được kết nối từ khu đô thị Ân Phú đến trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khu đô thị Ân Phú Buôn Ma Thuột được thiết kế độc đáo với 3 công viên lõi rộng 2,6 hectare, gồm công viên Điệu Múa Lửa Thiêng, công viên Thanh Vang Đại Ngàn và công viên Bốn Mùa. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là công viên mang biểu tượng Lửa Thiêng, một điểm nhấn đặc trưng cho bản sắc Tây Nguyên đầy cảm hứng tại khu đô thị. Đặc biệt, với lối kiến trúc mở, hầu hết tất cả các tuyến phố trong khu đô thị đều hướng về đường lớn hoặc công viên cây xanh, cùng hàng loạt tiện ích riêng biệt trong khu đô thị. Với nhiều dấu ấn đẳng cấp sống hiện đại, những con phố giao thương sầm uất nhưng vẫn luôn hòa mình vào thiên nhiên, khu đô thị Ân Phú được xây dựng chuẩn đô thị mới cao cấp và áp dụng công nghệ thông minh, cung ứng đa dạng chuỗi dịch vụ tiện ích như bãi đỗ xe công cộng, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, trường mầm non, trung tâm thương mại, nhà văn hóa, hệ thống an ninh. Khu đô thị còn được trang bị máy phát điện dự phòng, hệ thống khí đốt, nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, phòng cháy chữa cháy, camera an ninh. Đặc biệt, các hệ thống điện, nước, viễn thông đều được bố trí ngầm. Khu đô thị Ân Phú sẽ được xây dựng đồng bộ các căn nhà ở liền kề, shop house, nhà chung cư xã hội, nhà văn hóa, trường mầm non, công viên, đường hoa bốn mùa. Đặc biệt, các căn nhà ở liền kề thương mại cấp 3, 3 tầng nằm mặt tiền đường Hào Huy Tập được thiết kế hiện đại đạt chuẩn phong cách châu Âu, kết hợp hài hòa với nét kiến trúc truyền thống mang dấu ấn đặc trưng của vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột. Khu đô thị Ân Phú sẽ mang đến cho người dân một không gian sống đích thực, thân thiện với thiên nhiên, là nơi để nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày lao động. Trong tương lai không xa, khi Buôn Ma Thuột mở rộng và dịch chuyển dần về phía Đông Bắc, thì đây sẽ là vùng trung tâm đô thị thương mại sầm uất và đặc trưng riêng của một thành phố trung tâm vùng Tây Nguyên. Khu đô thị Ân Phú sẽ là một trong những hạt nhân tiêu biểu tiên phong cho việc mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột. Khu đô thị Ân Phú, phong cách châu Âu giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột.